Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay Quý quyển Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa đến từ Anh Quốc, một đôi loa hàng nòi này, đôi loa BVK, đôi loa model của nó là 704. Những cái đôi loa 704 rồi sau này nó có ra 704 X2 rồi 704 X3, những dòng cao cấp hơn, nhưng đã là dòng 7 này là một là những dòng loa cao cấp rồi. Những anh em mà chơi dòng BVK này rất kiêng những cái đôi loa xuất xứ từ Anh Quốc này. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết nha. Đôi loa này thì toàn thân của nó là gỗ lạc, nó có chiều cao gần 1m96 cm và chiều sâu của nó là 32 và chiều ngang là 22. Và đôi loa này cấu hình của nó là ba loa ba quay. Các bạn nhìn thấy này, toàn thân của nó gỗ lạc mà rất đẹp luôn, mịn mướt nha. Đôi loa BMW thì thường thường là có những cái chép ở phía ngoài này, chép nên là chép đôm nè. Mình nó riêng cái chép này có cái căng, căng mình lấy luôn ra. Trên cái chép này vẫn có cái chữ BVK này viết viết tắt nè, viết đấy, Power Wheelie King, hai nhà sáng lập ra cái hãng BVK này, người ta viết tắt hai chữ đầu. Rồi mình lấy cái căng của cái mũi này ra nè. Rồi và các bạn xem chín mũi, mũi của nó là mũi nhôm khá là đẹp ha. Những cái BMW là những cái trên này rất đẹp. Rồi chúng ta xem luôn cái bên này, này các bạn lấy cái này ra đấy, và mũi nhôm này, mũi nhôm bóng luôn ha, mũi nhôm 25 mm. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái e-căng ra, e-căng khá e-căng rất còn là chỉnh chu nha. Đây các bạn cùng xem cái căng, cái căng mặt trái của nó này liền rất đẹp luôn đấy. Rồi và xem luôn cái căng bên này luôn đây các bạn, rất đẹp này, nét luôn đây, cái căng xịn xịn sò. Rồi nha các bạn, không có lủng rách chỗ nào ấy. Nhưng mà mình cũng nói luôn những cái vải này thì nó có lủng thì cũng bình thường nha, nhưng mà cái đôi này thì ok, đôi này thì ok nha. Cái lủng thay lại bình thường chứ không không cầm chỉ là cái nó riêng hay không, nhưng mà đẹp riêng thì đè, cái vải của nó đẹp lắm. Rồi bây giờ chúng ta thấy nè cái chép, rồi bây giờ đến cái mic này, màn này là cái màn màn Kila, hay mình hay gọi là màn sợi thủy tinh đấy. Đấy mít này là mít bắt luôn, mít bắt luôn. Cái viền này chung quanh là viền gang này, viền gang chứ không phải là nhựa nha. Đấy, đa số bêm đếp là viền gang hết. Dưới này là một bắt, hai cái này về đường kính là 16 năm, viền cao su, màn giấy. Cái dưới này là cái bắt này là màn giấy, và loa bêm đếp này là hai lỗ hơi, lỗ hơi phía trước và lỗ hơi phía sau. Thường thường những cái loa hai lỗ hơi là rất hay nha. Dưới là cái tem đấy các bạn. Mình xem luôn cái chiếc loa phía bên này đẹp chỉnh chu luôn nha. Đây, viền cao su, màn Kila, màn mic bắt này là màn Kila, và màn dưới này là màn bắt á, thì là cũng viền cao su mà màn giấy, cái mũi khá là lớn đấy. Và bây giờ này, chúng ta cùng quay cái chiếc loa. Cho chiếc loa nó chuyển động quay quanh đây để các bạn chúng ta cùng xem nè, anh em chúng ta cùng xem. Đây phía mặt phía này đây các bạn, đây loa khá là đẹp ha, đẹp keng đấy. Bây giờ chúng ta xem phía sau, xem phía sau đôi loa này hả. Số seri liền kề luôn, số seri liền kề luôn các bạn nha. Đấy rồi bây giờ đến phía bên này, phía bên này mình cho coi cho hết, xem cho hết luôn cho nó tường tận, đẹp keng, không hề có tì vết nào đấy, khá là đẹp. Và bây giờ mình úp lại cái căn này lên cho nó hoàn hảo, cho nó thấy nó mướt mắt á, đẹp luôn. Cái cây căn của cái chép lên đây các bạn, đấy
Rồi bây giờ quý vị sẽ cho đôi loa nó nằm xuống và chúng ta cùng tháo ra khám phá phía bên trong của nó nhé. Tại sao đôi loa này nhiều người dùng, nhiều người xài và nó nổi tiếng như vậy? Cái đôi loa này có đặc biệt, mình bán cũng rất nhiều đôi loa này. Đôi loa đặc biệt là cái ma trận của cái thùng, ở trong cái thùng người ta thiết kế rất là đẹp. Bây giờ xin các bạn chúng ta cùng xem phía bên trong nha. Vâng, bây giờ xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn cho đôi loa nằm xuống rồi này, khám phá phía bên trong nó như thế nào ra làm sao nha. Mình lúc nào mở sẵn hết ra rồi cho nó đỡ tốn thời gian. Những cái vòng đen này là cái kiềm ngòi của nó các bạn, kiềm để bằng gang luôn, kiềm để bằng gang. Còn đây là cái căng của cái căng của cái chép, cái căng của cái chép này. Này có cái chữ hai nhà đồng sáng lập cái loa BV kép này nha. Đây cái này là cái căng. Và bây giờ các bạn xem cái củ loa bách, xem lại mặt trên một lần nữa này. Rồi hai cái trên là mít bách và cái chép là hai cái chép này nó giống như cái mọi chim ở phía trên này. Rồi cái con này cái thiết kế cấu hình ở trong cái thùng của nó rất là ma trận, mà cho nên âm thanh của nó khác biệt, nó rất là khác biệt nha. Còn bây giờ chúng ta cùng lật từng cái củ loa lên để chúng ta cùng xem ha. Đây các bạn này, đây như củ loa bách khá là đẹp ha. Đây các bạn nhìn thấy cái côn, nhìn thấy rõ luôn, mình để lại chỗ nào cho thấy rõ hơn tí nữa. Đây rồi các bạn này, đây côn nhện khá là đẹp, một củ bách này, made in Anh Linh, đây made in Anh Linh khá là đẹp rồi ha. Rồi một củ này, rồi củ mít bách, mình coi cái côn trước này. Đấy những cái hàng đi, tại vì nó cũng tương đối là giá cũng tương đối là cao, cho nên là chúng ta phải xem cho kỹ nè. Mai Y Anh Lân cá rất là đẹp, coi côn lại lần nữa, côn nhện này. Đấy viền cao su hai cái. Rồi chúng ta xem tiếp là cái thứ ba, cái bên phía bên này, cái củ này, củ bách của cái loa bên này. Đây các bạn, đây rất rõ, rồi mình úp lại này. À, thế này này các bạn cùng xem này, có cái số của cái màng, số màng. Rồi chúng ta cùng úp lại, made in Anh Linh. Đây những cái hàng BMW nó chuẩn lắm, nó rất chuẩn ha, và chơi rất ok, chơi rất sướng các bạn nha. Coi luôn cái mic bass này, này cái mic bass cực kỳ đẹp, nó đẹp không chê vào đâu được hết. Đây made in Anh Linh. Đấy nhện côn đẹp lắm. Đấy viền cao su. Rồi như vậy là chúng ta đã xem. Còn cái phân tầng ở trong nó khó lấy ra sẽ lắm. Một nó có cái dòng loa này hai phân tầng, một phân tầng cho cái dãy cao và một phân tầng cho dãy bắc. Đây ma trận của cái thùng này rất là thấy cái bông nó còn mở dữ không. Cái thùng này nó rất hay là cái chỗ cái ma trận của cái thùng. Còn mấy cái này là cái viền này bằng gang này, viền này bằng gang. Đây là hai cái mũi chép, hai cái dưới này là hai cái căng của cái chép này, cái chữ còn sắc sảo đẹp không. Rồi ok, để mình đóng lại.